Có lập gia đình, có một vợ hai con, nhưng mà vợ mình mất hồi năm 2007. Chị đã có gia đình hai con mà ly hôn này cách nay 6 năm. Dạ Năm. thì chỉ có một đứa con gái đầu lòng, con trai thì năm nay học năm thứ ba, con gái gả rồi, có đứa cháu ngoại. Mình sống với nhau cũng một thời gian rất là lâu rồi, tại sao mình ly hôn vậy chị? Nói chung là chồng chị cũng hiền, nhưng mà sống thời gian dài thì cái gì chị cũng lo, chồng chị như đứa trẻ vậy đó. Nên chị thấy vậy, chịu đựng nhiều năm quá thôi, chị đợi con chị lớn chị sẽ chị ly hôn. Trời ơi, vợ hồi trước cũng có một ngày mai luôn. Xã anh mất lâu chưa? Mất 2007. 2007, Hồi 6, 17 năm. 17 năm đó tới giờ anh không có với ai? Vợ nội với mẹ. À, với mẹ. Con thì đâu ở chung. Con thì bây giờ anh giả hết rồi. Anh có cháu chưa? Ba đứa cháu ngoại. Giờ mình bàn xem nếu anh chị đến với nhau thì mình ở đâu? Ở Bến Tre hay là ở Bình Chánh? À, anh có dự định là anh cưới vợ thì sao? Anh còn có mẹ già, anh chị thì tư riêng hết rồi, con thì anh cũng gả rồi, bây giờ anh chỉ còn có mẹ. Bây giờ anh cũng muốn kiếm có người về hữu hỷ rồi cũng cùng nhau lo chăm sóc cho mẹ. Nghe vậy ở chung với anh luôn không? Fogima, sắc nước bà bầu đỉnh của chớp. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chào bạn gái cùng quý vị khán giả. Tôi tên là Ngô Văn Thống, năm nay 55 tuổi, đến từ Bến Tre. Anh làm công việc gì anh Thống? Làm bên ngành may anh Linh, nhà thiết kế thời trang á. À, thiết kế thời trang. À, Bến Tre là huyện nào anh? Mỏ Cày Nam anh. Mỏ Cày Nam. Dạ. Yeah. Mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Chị chào MC Vườn Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Chào cả tất cả trường quay. Chị năm nay Lâm Thị Hoài Thu, sinh năm 71. Chị hiện tại là đang sinh sống ở đâu ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị làm công việc gì? À, chị đi nhóm nấu, phụ nhóm nấu của Hải Đăng. Dạ. Là cũng em gái luôn. Dạ. Mình cho bên nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của mình đi anh Thống. Ưu điểm là biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc gia đình, cũng có biết văn nghệ chút đỉnh. À. Còn khuyết điểm thì hơi nóng tánh. Nóng dữ không anh? Nói chứ nóng, nóng chứ đó giờ chưa quýnh. Nóng, nóng chứ đó giờ chưa quýnh. Chưa quýnh ai? Chưa quýnh ai? À. Đập đồ gì không anh? Cũng không có luôn. À. Vậy là có khuyết điểm đó thì bỏ từ từ là được anh ha. Mời nhà gái. Vậy tôi nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình ạ. Ưu điểm của chị là mạnh mẽ. Khuyết điểm là chỉ biết là đi làm về ở nhà thích ngủ. Đi làm về ở nhà thích ngủ. Tại vì đi làm mệt rồi đúng không chị? Đúng rồi, có thời gian thì ngủ thôi chứ không thích đi giao du. Không thích giao lưu với ai cả. Không thích giao du nhiều. Dạ. Mời anh nói chút xíu về đường tình duyên của mình cho nhà gái nghe anh Thống. Mình có lập gia đình, có một vợ hai con. Nhưng mà vợ mình mất hồi năm 2007. Lúc đó thì con nó còn nhỏ, còn hồi bây giờ thì lớn rồi. Bây giờ là bao đứa bao nhiêu rồi? Đứa 30, đứa 29. Trai gái hả? Dạ, hai đứa con gái. Hai đứa con gái. Con gái giờ cũng lớn rồi ha? Dạ. Có gia đình đứa nào chưa anh? Dạ, hai đứa có gia đình hết rồi anh. Có hết rồi hả? Dạ. Hồi vậy khỏe rồi. Dạ. Bây giờ anh ở Bến Tre ở với ai? Ở với bà già. Bà già. Mẹ bao nhiêu tuổi rồi anh? Mẹ nay 84 rồi. 84 rồi. Mình có vườn tược gì không anh? Dạ có. Dừa hả? Dừa. Được nhiều không anh? Cũng hơn nửa mẫu. Hơn nửa mẫu, vậy được rồi. Rồi, chào chị gái. Mình thì sao chị? Chị đã có gia đình hai con mà ly hôn này cách nay 6 năm. Dạ. Thì chị có một đứa con gái đầu lòng. Con trai thì năm nay học năm thứ ba. Con gái gả rồi, có đứa cháu ngoại. Mình sống với nhau cũng một thời gian rất là lâu rồi, tại sao mình ly hôn vậy chị? Nói chung là chồng chị cũng hiền, nhưng mà sống thời gian dài thì cái gì chị cũng lo. Chồng chị như đứa trẻ vậy đó, nên chị thấy vậy. Chịu đựng nhiều năm quá thôi, chị đợi con chị lớn, chị ly hôn. Bây giờ hai đứa con là ở với chị luôn hả? Một đứa có chồng, còn thằng trai ở với chị. À. Dạ. Bây giờ chị chia sẻ với Ngọc Lan biết rằng là chị mong muốn có một người đồng hành với mình như thế nào ạ? Chị muốn người đồng hành với chị là biết quan tâm, có đạo đức, chăm sóc gia đình. Dạ. Đơn giản vậy thôi hả? Đơn giản. Đẹp trai cao to này kia gì không? À, thì dễ nhìn, sạch sẽ. Hồi đó thấy chưa? Sạch sẽ. Dễ nhìn, sạch sẽ. Được. À, bên đây ta nhà thiết kế thời trang mà. À. Em chào nhà trai ạ. Dạ, chào Cục Lan. Dạ. Rồi, hồi nãy giờ anh nghe cái tiêu chí của bên nhà gái, anh thấy làm sao? Chỉ cần một người quan tâm chăm sóc gia đình thôi, chứ không có cần gì nhiều hết á. Cái đó anh làm được. Anh làm được ha. Được. Vậy thế còn anh thì sao? Anh mong muốn một người phụ nữ như thế nào? Thì anh cũng vậy thôi, anh chỉ cần phụ nữ là thứ nhất là biết đối nhân xử thế, cũng quan tâm chăm sóc gia đình,
vậy thôi. Dạ. Có cái tính gì ở phụ nữ mà anh không thích không? Nói dài. Nói dài. Có một tính đó thôi, không thích cái vấn đề đó thôi. Tức là có chuyện đem ra nói hoài. Nói hoài. Thiệt, nói là ví dụ như nói gì một lần người ta nghe được rồi. Nhưng mà nói một lần anh có sửa không? Sửa chứ. Nhưng mà nói một lần anh có sửa không? Sửa chứ. Thường hồi đó vợ cũng vậy nữa. Vợ nó nói gì hen là nó thôi, đủ rồi nghe cái là bắt đầu vợ nín thinh rồi. Nó không nói nữa, nói vậy là nó biết rồi đó. Giờ mày mốt lỡ mà anh nghe chị nói hơi nhiều, anh cũng phát tín hiệu giống vậy nghe. À đúng rồi. Dạ, rồi. Hôm nay anh đi với ai? À, đi với chị ruột. Dạ. À, có chị ruột đây. Sao chị? Chị thấy nhà gái bên kia có hợp với em mình không? Chào MC Linh với MC Ngọc Lan. Dạ. Tôi là chị của Hình Thống, chị chào em. Chị thấy em cũng được. Đẹp bây giờ thì hai đứa nào cũng tuổi lớn hết rồi. Thì bây giờ còn nữa rồi còn lại thì hai đứa tính quãng đường còn lại đi. Đứa nào cũng có con hết rồi. Thì giờ sum họp lại rồi mình sum nhau mà lo tương lai gì mà mình đi. Chứ giờ chỉ cũng có nhiều đó thôi, không nói gì nữa. Cảm ơn chị gái nhiều. Dạ. Nhà gái chị đi với ai? Mấy đứa cháu với mấy đứa em. Mấy đứa cháu với mấy đứa em coi như là nguyên gia đình đó. Rồi chào vàng gái. Em chào anh Quyền Linh. Chào em Ngọc Lan. Dạ. Chào tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em là em thứ 7 của chị. Chị thứ 5. Nhà có 6 chị em gái. Ôi, trời ơi dữ đó. Chị thấy nhà trai của em sao ạ? Chị thấy anh này nhìn mặt cũng được, sáng sủa, nhìn mặt cũng hiền, cũng sạch sẽ như chị muốn vậy đó. Được thì chị bấm nút rồi có thời gian hai người tìm hiểu. Dạ. Rồi mới tính tới chuyện nữa, tại chị cũng đã trải qua rồi. Nói chung chị em thì cũng giỏi đó, dung dáng gia đình lắm. Dạ rồi, cảm ơn nhà gái. Rồi bây giờ mở rào. Mình lấy dừa cho bạn gái uống thôi, thử dừa bánh đen sao anh. Nó bệnh đó. Trời ơi, đem cái dừa lên để nó hồi tôi uống mất không nữa. Dừa ngọt không chị? Ngọt. Em nhìn nhận anh sao? Thấy anh cũng được. Được mà được điểm gì? Điểm nào? Thấy cũng dễ nhìn á. Anh làm ngày mai hả? Anh làm ngày mai. Mai đầu nam hả nữ? Đầu nam, chiên nam. Hồi đó giờ anh mai không? Mai, cái ngày mai hồi đó giờ luôn à? Có nghĩa là anh học bên thiết kế rồi ra trường rồi anh làm ở công ty ở Sài Gòn á. Giờ anh mai tại nhà hay sao? Rồi bây giờ mới về nhà mai ở nhà. Nhà anh kêu trên mai chắc gần vợ hả? Cũng gần chợ. Vợ hồi trước cũng có một ngày mai luôn. Xã anh mất lâu chưa? Mất 2007. 2007. 16, 17 năm. 17 năm đó tới giờ anh không có... 10 năm trôi lại đây á, thì cũng có, nhưng mà cái người đó thì cũng quen thì thôi. Nhưng mà người ta đi định cư ở nước ngoài. Rồi hỏi người ta chuyện nào người ta về, người ta nói ta không biết. Rồi mới đầu có liên lạc thì từ từ mất liên lạc luôn tới giờ. Vợ nợ với ai? Vợ nợ với mẹ. Với mẹ. Con thì đâu có ở chung. Con thì bây giờ anh giả hết rồi. Anh có cháu chưa? Ba đứa cháu ngoại. Giờ mình bàn xem nếu anh chị đến với nhau thì mình ở đâu? Ở Bến Tre hay là ở Bình Chánh? Anh có dự định là anh cưới vợ thì sao? Anh còn có mẹ già. Anh chị thì tư riêng hết rồi. Con thì anh cũng gả rồi. Bây giờ anh chỉ còn có mẹ. Bây giờ anh cũng muốn kiếm có người về hữu hỷ rồi cũng cùng nhau lo chăm sóc cho mẹ. Mẹ về ở chung với anh luôn không? Bây giờ nếu mẹ anh còn mẹ không mà giờ anh đâu có đi. Đúng rồi. Chỗ khác được. Ở Bình Chánh là quê ở đâu chị? Ở khu vực nào? Quốc lộ 50 á, Nguyễn Linh. Vậy cũng gần mà. Lên cao tốc đi chút xíu tới Bến Tre rồi. Thật ra giờ nếu mà anh chị đến với nhau thì thấy cũng đơn giản nè. Ở Bến Tre có 5.000 mét vuông đất ha. Trồng dừa, trồng này kia nhẹ nhàng. Rồi hai người ngồi bán dừa không là sống cũng ngon rồi đó. Anh có thể thiết kế thời trang này kia. Rồi mình vẫn làm công việc gì nhẹ nhàng.
hưởng thụ đi, trời ơi về Bến Tre mát mẻ lắm. Em cũng biết may đồ á. Thế hả? Nhưng mà anh may bình thường thôi à. À. Chứ áo sơ mi thì giống như Mai Dũng. Vậy được rồi đó, hai người biết may được rồi đó. Em thấy là được rồi đó. Ừ. Hai anh chị có thể tính tới cái chuyện mà xa hơn là được rồi. Bây giờ mình thử xem tính coi. Nhưng mà anh hỏi thử em, nếu mà hai đứa đến với nhau em có thể về quê Bến Tre sống được chứ, nhưng mà hiện tại giờ em còn con em còn thằng trai nó còn học một năm nữa. Ví dụ có đến đi nhau chăng nữa anh cũng cho em làm lo tròn nhiệm vụ. Dạ được anh, tương lai em mới về. Về à, vậy thôi. Em cũng thích ở dưới quê yên tĩnh à. Không mà mỗi ngày Nam gần thành phố Bến Tre lắm. Gần lắm. Đi chút xíu tới à. Em thích là ở nơi trong lành yên tĩnh. Bây giờ nè, anh Thống bước tới nắm tay chị gái nào. Bây giờ mình thỏa thuận nhau cái đi. Mình tìm hiểu khoảng bao lâu mình tiến tới luôn. Đó. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt nhau. Mình bàn coi dự định khoảng bao lâu mình về Bến Tre. Chương trình đó thì đã tạo cái duyên. Còn cái nợ thì giờ giữa anh với em phải lo. Thì giờ theo như mình đến với nhau được thì em đến bao lâu? Cho em thời gian lo cho thằng trai xong đại học. Rồi. Là bao lâu? Mấy năm? Một năm nữa. Ồ vậy ok. Ồ vậy ok. Thì đó em có vậy thôi. À vậy thôi hen. Rồi. Ờ vậy thôi hen. Hát bài tặng. Khoan khoan. Hai anh chị vẫn nắm tay nhau rồi giao lưu âm nhạc nè. Đúng rồi. Xíu nè. Nhiều khi rung quá lỡ quên thì thông cảm nha Linh. Không sao, hát thoải mái anh. Bây giờ xin tặng chương trình với tặng em quý vị khán giả bài hát là Nói Với Người Tình. Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sờ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng yêu bàn tay trắng đi vào đời. Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau. Ra một đoạn hàng mật tử. À rồi anh Khang. Bài thơ em đợi em chờ, năm năm mới có bây giờ là đây. Anh Chi ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời săn sóc đau thương, buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Quên luôn. Rồi. Cảm ơn anh Trung chứ. Anh Trung làm em cũng rung luôn. Đáng lẽ là phải hát là anh Thống ơi, từ đây anh không còn sợ cô đơn. Anh Trí nào đây? Trời đất ơi. Nãy anh chưa có nhớ tên luôn á. Bây giờ là không có anh Trí, anh Trí nào nha. Anh rung quá cái em rung luôn á. Anh Thống nha. Lay luôn. Chúng ta để tay vào nút bấm nào. Bây giờ còn một phần quà của anh Thống gửi tặng nữa. À cái quần. Trời ơi. Cái quà này là tặng cho anh Linh với Ngọc Lan. Hả vậy hả? À. À rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. Có nguồn dừa nữa. Ngon lành. Bấm nút thôi để đầu năm sau là mình cưới luôn. Thì đứa con tốt nghiệp đại học ha. Bấm hay không? Chúng ta chờ xem. Một. Hết thời gian. Bên đó bấm quá trời rồi. Chính thức hẹn hò với nhau rồi. Ngon lành. Đó, hợp lý quá hả? Không cái là lấy trớn rồi. À được rồi. Không. Cái là phải là bắt buộc của chương trình. Đúng rồi. Trời ơi. Thả tim.
chúc anh chị hạnh phúc. Phải không? Dạ. Em có cái vợ là ban đầu là không có tạo được ấn tượng tốt cho một số bạn nữ thôi. Tại sao vậy? Tại vì cái bề ngoài em thì nó hơi khô khan xíu. Nếu mà một câu mà nói về em thì em là một người là có bề ngoài là vô tình lạnh lùng, nhưng mà bên trong lại tình cảm và sâu sắc. Tại sao bạn có thể giới thiệu lý lịch trên ngang của mình cho bạn gái bên kia biết? Em tên đầy đủ là Dương Hải Đăng Linh, 29 tuổi. 29 tuổi. Hiện tại là kỹ sư điện tử và đang làm việc và công tác ở trung tâm đào tạo nghiên cứu thiết kế vi mạch của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bạn bên kia. Em là Nguyễn Thị Thúy Trâm, hiện tại em là nhân viên ngân hàng. Năm nay em 26 tuổi. Rồi hai bạn này ai nói cũng nhanh trơn ha. 26 tuổi, anh làm công việc ở đó lâu chưa? Dạ em làm được 3 năm rồi chị. Ở đó có nhiều nam không? Dạ nhiều chị. Tại sao lại? Tại vì nam có người yêu với lại có gia đình hết rồi. Cái điểm mạnh của bạn là gì? Dạ điểm mạnh của em là dễ thương vui vẻ hòa đồng mà. Dễ thương vui vẻ hòa đồng mà không tìm được một người đối tượng nào cho mình. Phải nhờ đến chương trình. Cái lý do này nó trông trên lắm chị. Trông trên sao? Có nghĩa là người yêu mình á thì lại không hợp với mình. Mà người hợp với mình lại mình không có yêu mình. Chứ vì những lý do trông trên như thế á mà em vẫn ế một mình. Khổ quá ha. Khổ lắm chị. Còn bạn trai, trong môi trường của bạn có nhiều bạn gái không? Dạ em đang làm là bên kỹ thuật thì không có nhiều bạn nữ. Bạn có thể nói cụ thể cái nghề của bạn như thế nào? Dạ em làm là thiết kế chip anh. Cái con chip điện tử hả? Dạ đúng rồi. Người ta nói rằng những chàng trai mà làm vi tính mạch điện tử này kia khô khan lắm. Dạ, suốt ngày cứ chăm chú vô cái vi mạch đó không à, đúng không? Dạ, rất là khô khan. Đó giờ yêu nhiều chưa? Chính thức thì chỉ có một mối tình thôi à, nhưng mà thích thì nhiều lắm. Em thấy xinh là em thích. Nhưng mà mối tình chính thức thì chỉ một năm. Phức tạp quá nha. Thấy xinh là thích thôi hả? Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu của mình như thế nào? Nhất là chu đáo và thứ hai là cũng sống nội tâm xíu. Tại em cũng là một người sống nội tâm, biết cách chia sẻ với mọi người xung quanh. Về ngoại hình đó thì cao từ 1m55 đến 1m7 là ok. Dạ, hơi gầy xíu cũng được. À, nãy giờ bạn đã nghe như vậy thì bạn cảm nhận mình như thế nào? Có phù hợp với mình không? Dạ, thứ nhất là em nghe tới vấn đề là bạn nam sống nội tâm. Mà em thì em lại thích cái người á hài hước, vui vẻ, tức là thích thể hiện ra bên ngoài. Chứ không có thích là cái gì cũng sống nội trầm. Dạ, sống trầm là em không thích lắm. Nó kỳ vậy? Đàn ông thì phải trầm trầm chút mới men chứ. Nói nhiều quá sao được. Tại vì em là em thấy em cũng nói ít rồi, cho nên em muốn cái bạn đó nói nhiều. Tức là phải có người nói và có người nghe. Ủa em, công việc của em là em làm gì trong ngân hàng? Dạ em làm giao dịch viên. Giao dịch viên mà nói ít rồi sao giao dịch? Dạ không, có nghĩa là trong công việc á thì em thì mình phải nói nhiều, nhưng mà do ở ngoài đời á thì em lại khác ngược cái công việc của em. Mà tôi nghi cô này lắm nha, cô làm ở ngân hàng mà giao dịch bao nhiêu người ra vô tiền bạc vậy mà cô không kiếm được anh nào, sao vô lý vậy? Em đã nói cái lý do của em cho chị rồi. Vậy là cô kén đúng không? Dạ. Bây giờ thật sự muốn lấy chồng chưa? Cũng muốn rồi. Muốn cái đối tượng của mình là người như thế nào? Phải là trung tình vậy. Trung tình. Dạ, sống là nói chung là không có nói dối, phải tin tưởng lẫn nhau, công việc thì ổn định nữa chị. Về ngoại hình bên ngoài, chiều cao thì 1m69 trở lên, gương mặt thì dễ nhìn thôi chị, đẹp trai thì em càng thích. Đẹp trai thì em thích. Dạ. Thích ốm chị, nhưng mà khỏe chứ không có ốm mà yếu. Thích ốm mà khỏe. Dạ, tức là nhìn khỏe mạnh đó chứ không có ốm yếu bệnh bệnh. Ốm ốm ròm á. Bên kia mặt thấy ốm đi bạn. Dạ em đúng chuẩn ốm luôn á chị. Đúng chuẩn nó luôn hả? Dạ. Nhưng mà em cũng khỏe lắm. Bạn ghét điều gì ở người bạn trai? Em ghét sự lừa dối chị. Vậy cũng đơn giản ha. Dạ đơn giản á chị. Bây giờ quê chính là bạn ở đâu? Dạ em quê Vĩnh Long. Vĩnh Long. Dạ. Trời, ủa nhưng mà bạn nữ thì lại không thích người bạn trai nội tâm trầm tính quá, bạn nghĩ sao? Em nghĩ là nội tâm thì nó cũng có một cái ưu điểm, đó là có thể là quan tâm mọi người tốt hơn, chia sẻ mọi người nhiều việc hơn. Và em nghĩ là cái đó cũng là cái ưu điểm của em, và em nghĩ là chia sẻ với bạn đó rất là nhiều chuyện. Em không thích điểm nào ở người phụ nữ? Mà sống hài hợt quá, đuôi đòi, có tính lười, tại vì bản thân em cũng lười rồi, có người xiên xíu bù lại. Bạn có ghen lắm không? Em nghĩ là có. Công việc của bạn nữ là thường xuyên tiếp xúc với nhiều khách hàng nam giàu có đẹp trai, nhiều tiền. Dạ cái đó em tự tin, em không lo. Phải không? Dạ. Em có cái giả là ban đầu là không có tạo được ấn tượng tốt cho một số bạn nữ thôi. Tại sao vậy? Tại vì cái bề ngoài em thì nó hơi khô khan xíu. Nếu mà một câu mà nói về em thì em là một người là có bề ngoài là vô tình lạnh lùng, nhưng mà bên trong lại tình cảm và sâu sắc. Tại sao mình không bỏ cái bên ngoài đó đi? Em cũng muốn lắm á chị. Nhìn mặt thì ví dụ mình tươi tươi lên chút. Mắt bạn nhìn nghiêm quá. Sao được, cái bản chất nó vậy rồi. Thôi nhìn nó khô quá. Dội nước vô nhiều nhiều cho nó hứa một chút. Ha? Dạ. Nói chung cô này là cô được hết, nhưng cô thích thể hiện bên ngoài. Cố gắng nha, tôi cũng tự tin vô cái sự tự tin của bạn. Dạ, cảm ơn chị. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với một người bạn thân của em. Bạn xin chào anh. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thì từ nãy giờ là em nghe bạn em chia sẻ thì có một điều đúng và một điều sai. Thật mà bạn nói là rất là thật thà thì điều đó rất là đúng. Tại vì mỗi lần mà em kể gì chuyện đó mà nó bí mật hay gì đó, lúc nào cũng thật thà kể cho người của em hết. Thật thà là nhiều chuyện. Còn cái chuyện mà thực sự mà trầm tính thì em lại không suy nghĩ vậy.
Tại vì bạn bè với nhau là mới đầu vậy thôi, nhưng mà sau này là toàn em ngồi nghe bạn ấy nói không à. Vậy bạn nữ bên kia yên tâm rồi ha. Ý hai người nãy giờ nói qua nó lại thấy hợp không? Em thấy suy nghĩ là cái cặp này mà nếu mà bạn em mà ngồi dưới đây thì đảm bảo là tim nó không nói nên lời. Tại vì em đây em cũng hồi hộp, giống cảm giác giống như Trang vậy. À, vậy được rồi. Bạn nam nói là nếu mà bạn ngồi dưới là bạn rất là thích cô này rồi đó. Ủa là sao? Là hiện giờ là anh ngồi dưới cũng thích cô này luôn hả? Có lựa chọn quá à. Chơi không chơi chọn vợ bạn kỳ lắm. Ủa là tôi Linh kiếm người khác mai mối cho à. Cái này là đi coi mắt giùm bạn à. Đó, bạn đó ý nói là đặt trường hợp là bạn dưới đây bạn biết cái tâm lý luôn. Giờ cô này hợp với bạn của mình không? Dạ quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời phải không? Rồi. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ của em à. À dạ chào cô. Xin chào MC xinh đẹp của chương trình. Dạ. Theo mẹ thì mẹ thấy nhìn bên ngoài thì không thích lắm. Hả? Tại vì nó hơi gầy quá. Con cô thích gầy mà. Gầy nhưng mà khỏe, con này gầy chắc. Trời thì đó là thôi. Khỏe, khỏe luôn. Mẹ chỉ đưa ra lời cho con tham khảo thôi. Tính tình thì nói chuyện nãy giờ cũng dễ thương rồi đó. Nhưng mà chàng trai này nói là hơi lười á. Rồi con cứ giữ tính. Theo mẹ thì thấy là thôi cái đường nào thì cũng như hả, duyên á thì trời cho, còn không duyên thì cũng như trò chơi. Vậy thôi con tự quyết định đi. Rồi bây giờ bạn trai thuyết phục bác đi. Con cảm ơn cô đã nhận xét về con. Và thật sự thì với con thì ban đầu chắc chắn là không có tạo ấn tượng nhiều cho mọi người được. Nhưng mà con tin đó là thời gian á con sẽ chứng minh được. Con sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho cái người nào mà đặt niềm tin vào con. Duyên là trò chơi, bây giờ muốn trời cho hay trò chơi? Dạ. Dễ thương quá trời luôn ha. Bạn bên đây á, tôi nghĩ rằng rất là chững chạc. Còn chuyện khỏe không thì cái chuyện đó hai người biết thôi. Tôi không biết ha. Vấn đề chỗ nè, bạn này là chững chạc. Bạn này là có đủ cơ sở vật chất để tiến tới hôn nhân rồi đó. Tôi thấy là vậy đó. Cái ý mẹ có phải là không chịu lắm rồi. Không, ý mẹ nó hơi gầy thôi. Về nuôi cho mập lên. Đúng rồi. Cái thằng biến mình đào tạo được. Dễ mà đào tạo vậy. Bạn này phải nói là về mặt tâm lý nha. Tôi nhìn tôi thấy là chuyện là hai người nhìn nhau thế nào thôi. Nha, gặp đi anh. Hả? Gặp đi hả? Dạ. Nôn rồi hả? Nôn rồi. Thôi cho gặp nhau đi. Rồi. Để quyết định. Nào, chúng ta kéo màn lên. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu rồi em. Thì đầu tiên thì anh có bó hoa để tặng em. Dạ. Chúc em luôn vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn. Ốm nhưng không yếu nha. Bình thường thì thời gian rảnh rỗi thì em thường làm gì? Dạ em hay đi shopping, đi du lịch ha. Còn anh? Anh thì thường uống cà phê với bạn. Đối với em thì em quan niệm về tình yêu như thế nào? Trong tình yêu thì em thích sự tin tưởng lẫn nhau. Đơn giản như thôi anh. Đơn giản thôi. Còn anh? Đối với anh cũng vậy. Lúc nãy em có nói là em muốn người mà nói nhiều. Đúng rồi, tại vì bình thường trong công việc của em á là em nói rất là nhiều rồi. Khi mà khi về nhà hoặc là đi đâu chơi với bạn bè á thì em lại muốn mọi người nói cho em nghe. Thật sự thì anh cũng là rất là ít nói, nhưng mà cũng tùy. Đối với những bạn mà anh quen thân rất là thân rồi sẽ nói nhiều hơn. Em có một câu hỏi với anh là nếu mà khi mà em buồn á thì anh có thể làm gì cho em vui? Anh chỉ đến bên em và nhìn vào mắt em. Nhìn vào mắt em làm gì? Anh sẽ cảm nhận được, và em sẽ cảm nhận được đôi mắt anh có sự chia sẻ. Vậy em sao em hết buồn được? Anh nghĩ là tiếp theo đó thì có thể là anh sẽ làm những cái gì đó, dẫn em đi chơi gì đó. Nhưng mà quan trọng là đầu tiên phải có sự chia sẻ trước đã. Yeah. Cảm nhận bạn gái thế nào bạn trai? Bạn cũng hiền, cũng xinh, dễ thương. Có nằm trong cái giấc mơ về tình yêu của mình chưa? Dạ cũng có anh. Bạn nữ cảm nhận sao? Em cũng không biết nói sao nữa. Mình nghĩ sao mình nói vậy thôi. Đối với anh thì anh rất là tiếp thu những ý kiến xung quanh mình. Dạ thì thực ra là cái mẫu người của em á là em thích người vui vẻ, hài hước. Tức là khi mà nhìn vào thì em có thể cảm nhận được niềm vui. Chàng trai có thể thuyết phục bạn nữ bằng một câu gì đó? Thật ra thì cuộc sống là vốn không hoàn hảo, và đối với anh thì cũng là một người không hoàn hảo. Bởi vậy anh hy vọng là chúng ta cùng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn, tìm những sự hòa hợp với nhau để có thể là đi đến một cái đích cuối cùng. Hết thời gian. Em nghĩ là cũng đủ rồi. Đủ rồi anh Linh. 3 2 1 Hết thời gian. Như vậy là vui rồi. Tôi thấy rằng bạn có một chút gì đó suy nghĩ đắn đo đúng không? Bạn đắn đo về điều gì? Em cũng nói rồi đó, là hiện tại là không phải là mẫu người lý tưởng của em. Nhưng mà em vẫn cho anh một cơ hội.
cố gắng lên nhé. Dạ, cảm ơn. Bạn rất là tự tin, bản lĩnh. Tôi gửi tặng bạn các những cái vé xem phim, hy vọng rằng thời gian sau sẽ là thời gian để bạn cố gắng tạo nên một cái ấn tượng cho bạn gái, đặc biệt là thuyết phục mẹ của cô ấy. Dạ. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Em cảm ơn anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường và cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Một cặp loa sau mắt i5 gửi tặng hai bạn. Chúng ta vừa xem phim vừa có thể về nghe nhạc. Nào, hãy nắm chặt tay nhau và đưa đi xem phim. Chúc mừng hai bạn. Em sợ, em nhát á. Anh có thế này nha, nếu mà công việc anh ấy dạ. Thì anh đang có công việc cố định. Nhưng dạ. đến một cái lúc nào đấy thì anh như người chồng của em đi. Dạ. Và sẽ là có, nói chung bỏ ngang ở đấy để tạo một cái gì đó, cái bước gì riêng cho mình. Dạ. Thì em có sẵn sàng. Dạ, em tên là Hồ Thị Kiều, năm nay em 26 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quê Đồng Tháp. Em làm nhân viên văn phòng về xuất nhập khẩu ạ. À, nói hơi nhanh chút, vậy giới thiệu bạn nào đó. Dạ, em tên là Phạm Minh Thiết, em đến từ Bà Rịa. Em năm nay 30 tuổi, em đang là kỹ sư cơ khí. Kỹ sư cơ khí? Đang làm cho công ty xây dựng. Nhưng mà hiện giờ mình làm việc ở đâu, Bà Rịa hay thành phố? Dạ, em làm việc ở Tây Ninh vậy ạ, tại vì em đi công trường. À. Ta nó đi hoài á, đi xây dựng cầu đường này kia nhiều nhiều bồ bịch lắm nè. Dân xây dựng bọn em vẫn có những người rất là tốt và hiền lành. Đấy, bọn em thì quan niệm cũng đi nhiều, biết nhiều và cũng đúc kết được nhiều cái kinh nghiệm. Nói chung gì cũng tùy theo người ha bạn. Nhưng ha. Quen nhiều không? Dạ, em thì cũng quen nhiều, quen biết nhiều, nhưng mà trên phương diện là bạn bè vậy thôi. Tình yêu thì bao nhiêu? Dạ, tình yêu thì em cũng quen cũng vài người, nhưng mà chỉ có một bạn gái, một mối tình thôi. Bao nhiêu lâu? Dạ, nó kéo dài khoảng gần 3 năm. Một mối tình dài 3 năm đã chia tay. Ừ. Rồi bạn gái. Kiều có thích bạn trai làm cơ khí xây dựng không? Dạ. Nếu mà anh làm cái ngành gì cũng được, nhưng mà quan trọng là cái tính chung thủy của anh. Nếu mà anh chung thủy thì anh đi nhiều, nhưng mà anh vẫn nhớ tới em thì được. Ừ. À, mình giới thiệu về mình một chút, về mình có những điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn. Nhưng mà ngon hay không thì còn tùy vào người ăn. Có tâm biết nấu là được rồi. Dạ, giờ em khá nhiệt tình với lại sống vì gia đình nhiều. Ừ. Còn khuyết điểm của mình? Dạ, khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một chút. Nói chung mà cũng khá nóng á. Ừ. Với lại tính tình hơi thất thường khi nắng khi mưa. Bạn cũng rất là dễ thương. Thế mình tại sao mình lại chưa có ai đeo đuổi trong thời điểm này hả? Dạ, chắc là cũng do môi trường làm việc của em nữa. Tại vì em làm chứng từ thì tối ngày chỉ ngồi văn phòng rồi cũng là cứ đối diện với máy tính với chứng từ thôi, giấy tờ thôi, chứ không có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, với là em cũng ít đi chơi. Trước giờ bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, có một mối tình hồi sinh viên ạ. À, vậy chia tay lâu rồi? Dạ. Bao lâu? Chia tay chắc cũng 5-6 năm rồi chị. Như bạn nữ bây giờ á, là bạn muốn cái người yêu của mình như thế nào? Bạn có thể diễn tả có giống bên đây không? Dạ, em muốn là cái anh đó về ngoại hình là anh phải cao một chút, khoảng 1m7. Bên đó cao nhiều? Dạ, cũng gần gần đó chị. Rồi, ngoài chị cao ra gì nữa? À, rồi ăn mặc thì phải gọn gàng, sạch sẽ. Sạch không? Linh hửi hửi dùm nghe có mùi vậy anh Linh. Cũng được. Cũng được. Dạ, về tính tình thì anh phải chững chạc. Là một người biết lo cho gia đình, với lại quan tâm người yêu. Những điểm nào bạn không thích về người bạn trai? Dạ, em không thích là bạn trai lùn, bụng phệ, hói đầu. Lùn, bụng phệ, hói đầu. Cái này thường thường là anh Linh anh hay qua lắm, mình phải qua trước. Dạ. Anh nghe cái từ mà ai không thích hói đầu, anh ghét lắm. Chào chị. Lùn có lùn. Bụng phệ có phệ. Bụng phệ. Hói đầu. Có hói đầu. Có hói đầu, chết rồi. Được cái có má lúng đồng tiền, dễ thương nè. Bạn muốn bạn gái là cái mẫu người như thế nào? Dạ thì em cũng không yêu cầu vì gì nhiều. Thì bạn gái của em thì có nét gì đấy dịu dàng, nữ tính, rồi biết lo cho gia đình. Nói chung là sống với lại cộng đồng rồi cũng hòa nhã, rồi có hiếu với ba mẹ. Vậy là được rồi. Dạ. Có điểm nào không thích ở người phụ nữ không? Em không thích chính diện, nhưng mà không biết cách làm đẹp cho chính mình. Đấy. Cứ như làm đẹp mà không có đẹp hơn. Làm đẹp mà không đẹp mà còn xấu hơn nữa. Cái đó cũng bi kịch lắm. Bản thân mình thì mình thấy là mình có khuyết điểm gì không? Dạ em thì khuyết điểm thì nếu như khuyết điểm chắc rồi cũng phải nhiều. Tại vì khuyết điểm của em là thứ nhất, cái điều mà quan trọng nhất là em hay quên tên cái người mà lần đầu tiên mới gặp ấy.
Nãy giờ nhớ biết bên đây tên gì không? Em thì em nghe là tên Kiều. À, dạ. Cũng quên nha. Tại vì đây ấn tượng quá nên là em khó quên. Rồi, gì nữa? Với lại em thì cái khuyết điểm thì nhiều lúc mình thật thà quá là làm cho mình cái khuyết điểm. Nó vừa là sở trường nhưng mà vừa là khuyết điểm luôn. À, được, cơ bản là thấy được rồi đó, mà không biết bên đây thấy được hay không chứ Tường là thấy được rồi đó. Những cái yêu cầu em đưa ra thì thấy hoàn toàn là ngược lại hết á, thì thấy được. Không thích người lùn hối đầu. Phệ nữa. Bụng phệ nữa. Dạ tại vì thấy không thích là không thích rồi anh. Người ta thường nói là ghét của nào trời trao của đó đó. Thí dụ lỡ yêu gặp cái người vậy rồi sao? Dạ tới đó cũng không biết nữa, chắc kêu anh đi mua thuốc ngọc tóc luôn. Rồi anh mình đây dễ thương lắm nha. Đấy, chuẩn bị đi. Hôm nay mình đi có người thân nào đi theo ủng hộ mình dạ, không? Dạ có, em gái ạ. À, chào em. Dạ em chào cô Cát Tường và chú Yên Linh ạ. À. À, bình thường chị có kén lắm không mà sao chưa có bạn trai vậy? 5 năm rồi. Dạ chị rất là kén luôn. Dạ có nhiều người theo đuổi mà là chị không chịu. Ồ, có nhiều người theo đuổi lắm hả? Dạ. Nhưng theo em thì chị em chịu anh này không? Chắc là chịu. Bạn trai có đi chơi với người thân không? Dạ không anh, tại vì em cũng sắp xếp có người thân đi nhưng mà do là bận quá nên là không ai đi. Bây giờ mình sẽ có 2 phút gặp nhau nha. Dạ. Thôi kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Anh tặng em bó hoa. Dạ cảm ơn anh ạ. Em có rung không? Dạ hơi rung. À thì anh nghĩ là với là một cái khán phòng như thế này thì anh cũng rung nên không phải em đâu, nên bình dạ. thường đi. Anh sẽ hỏi trước nha. Dạ. À thì em quan điểm thế nào về tình yêu và gia đình? Về tình yêu thì em nghĩ là yêu nhau là phải nghĩ tới tương lai và phải đặc biệt phải chung thủy. Còn về gia đình là mình sống là phải sống vì gia đình, quan nói chung là cái gì cũng phải nghĩ tới gia đình hết, tại vì gia đình là một cái nền tảng, như là một cái chỗ dựa cho mình. Em có thích mạo hiểm không? Dạ không, em sợ, em nhát lắm. Em có thế này nha, nếu mà trong công việc anh ấy dạ. thì anh đang có công việc cố định nhưng dạ. đến một cái lúc nào đấy thì anh như người chồng của em đi dạ. và sẽ là có nói chung bỏ ngang ở đấy để tạo một cái gì đó, cái bước gì riêng cho mình dạ. thì em có sẵn sàng đi theo để ủng hộ hay là cổ vũ không? Thì như anh nói thì em thấy nếu mà cái đó là một cái chí hướng của anh thì dĩ nhiên nếu mà đã yêu anh thì phải ủng hộ anh chứ. Cái đó là cũng mạo hiểm đấy. Như là có thể được mà có thể mất hết á. Dĩ nhiên là phải ủng hộ rồi. À rồi. Tại vì rồi, em cũng thích rồi. Một người có chí hướng. Ừ. Như anh nói là anh làm ở Tây Ninh như vậy á. Rồi nếu mà quen nhau thì anh có thường về Sài Gòn không hay là anh làm ở Tây Ninh rồi ở đó luôn không có về? Anh thì đi theo công trình nhưng mà có việc thì anh vẫn bố trí rồi về. Thầy cảm nhận gì trong đôi mắt của nhau? Anh, có chút gì đó tình yêu chưa? Anh nói câu cuối nha. Dạ. Anh thì chắc có vẻ là anh dân công trường thì anh là một con trai rất là khô khan trong tình cảm lắm. Ừ. Nhưng mà nếu mà yêu em ấy dạ. thì anh hứa là sẽ cảm ơn vun đắp cho tình yêu của mình là mãi là bền vững. Dạ. Còn bạn nữ, hứa gì với bạn trai đi? Dạ thì nếu mà em với anh có yêu nhau á thì anh có đi đâu chăng nữa thì cũng phải nhớ là em ở nhà luôn sẽ chờ anh. À, trời ơi hay quá. Bây giờ hát một bài gì đó tặng nhau đi. Vậy thì anh hát một khúc trong cái bài Tình Em Là Đại Dương của ca sĩ nhạc sĩ Duy Mạnh. Yeah. Từng con sóng xô ngoài khơi, từng cánh chim bay thấp thoáng, bước đi trong tiếng sóng gửi cho ta về những kỷ niệm ngày xưa. Mỗi khi hoàn hôn mình lại cùng ra đây quăng quýt bên nhau, cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca. Rồi hợp rồi đó, hai người song ca ấn tượng lắm á, bằng nhau bằng nhau. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem đồng ý hẹn hò hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Như vậy là chúng ta đã hẹn hò với nhau sau những giây phút trao đổi và nhìn thẳng vào mắt nhau. Nắm tay nhau. Cảm thấy thế nào? Dạ tay lạnh nhưng mà trong đấy ấm.
tay lạnh mà về Đồng Tháp đẹp lắm các bạn nha. Đồng Tháp hay lắm, Tháp 10 đẹp nhất bông sen đấy. Đây gửi tặng các bạn những cái chiếc vé xem phim, chúc các bạn sẽ có không gian thật là lãng mạn. Gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệt thảo dược Relax. Dạ cảm ơn. Ngon anh chị. Nào nắm tay nhau đưa đi xem phim. Dạ đúng không? Dạ đúng. Đã măng mà thêm lần nữa gì? Mới 24 tuổi mà. Nhưng mà giờ ông sâu đậm cái người kia quá. Ông khép lại một lần nữa. Trước khi ông gặp người kia là ông đã khép lòng rồi, ông gặp âm nhạc mới mở lòng. 3 năm rồi. Cũng không sao đâu. Được rồi đó. Bây giờ để hỏi bên đây nè. Dạ sao nè? Dạ không. Bên đây mình tình yêu sao nè? Hả? Nói cho nhà trai nghe. Qua coi đàn gái sao vậy? Dạ hết hồn chưa? Dạ chàng thì Linh. Trời ơi, mặt xinh dữ trời. Thì đó. Like không? Có like không? Dạ không ạ. Mặt xinh quá hỉ. Dạ. Cao nha, cao nha, cao cao. Dạ em trải qua một mối tình được 4 năm rồi ạ. 4 năm? Lý do sao chia tay? Dạ những cái không hợp, với lại anh ấy khôn mặn quá, với lại là không anh ấy gì, anh ấy khôn mặn là dữ quá. Hung hãn hả? Dạ. Trời, trước một cô gái xinh thế này mà ai nỡ hung hãn trời. Ghen đúng không? Dạ có ghen ạ. Vì ghen mà là trở nên hung hãn. Xinh quá anh ghen. Dạ. Không. Thôi kệ, bỏ anh ghen đó đi. Dạ. Anh này hơi gian gian chút xíu mà anh không có ghen. Dạ. Đợt này cũng có BD nữa chú. Hả? Đợt này cũng có BD chút xíu nữa. Có BD hả? Nhưng mà tùy theo trường hợp, là kiểu mà trong công việc á, con hay giỡn với mấy bạn đồng nghiệp, mấy anh đồng nghiệp đồ, giỡn chút chút rồi. Trời ơi sao này nó nhiều tật quá vậy trời. Ông tự nhận hết á, cũng ai hỏi ông á. Dâm ngay hơi BD nữa. Trời ơi trời, chú nghe chú giật mình luôn nữa. Bởi vậy con cũng gắng con chứng minh là con kiếm được người yêu để người ta khỏi nói con bị BD. Chứng minh đồng nghiệp tao ơi. Có thiệt không? Không, không có, vậy là giỡn thôi. Giỡn thôi nha. Dạ, giỡn vui. Giỡn thôi nha quỷ. Nói chung nó giỡn thôi. Dạ. Nhây lắm. Dạ. Nhưng mà nó đôi khi nó cũng vui ha. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, một người đàn ông em lý tưởng là chững chạc. Chững chạc. Dạ, có công ăn việc làm ổn định á. Không có lăng nhăng này nọ, với lại bổ phu không giữ em không thích. Dạ. Bên đây cũng nói chung công việc ổn định. Dạ. À, chững chạc thì coi lại. Ừ, cũng 50-50 à. Ờ, 50-50 à. 50-50. Ừ. À. Rồi bây giờ ông làm an ninh nó hỏi ông có vũ phu không? Dạ không. Đây chắc không vô phụ đâu. Dạ. Cái tính này chắc không có đâu. Dạ. Bây giờ hai bạn đã có mặt ở đây, cách nhau cái hàng rào thôi. Mình giới thiệu dạ. lớn lên cho dạ, bên kia cùng nghe nha. Dạ. Mời em trai. Dạ. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào chú Quyền Linh, dạ, chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ cái bên ràm và khán giả ngồi ở trường quay. Dạ em tên đầy đủ là Nguyễn Phúc ạ. Năm nay em 24 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, em ở quận 4 và đang làm việc ở quận 2 ạ. Phúc làm gì Phúc? Dạ em làm bên lĩnh vực khách sạn nhà hàng chung cư ạ. Khách sạn nhà hàng chung cư mà làm về cái gì cụ dạ, thể? Dạ em làm bên an ninh ạ. An ninh? Dạ. À, an ninh khách sạn nhà hàng. Làm dạ. ở quận 4, ở quận 2. Rồi. Dạ. Nhà ủa làm quận 4, nhà ở quận dạ. 2. Dạ. Dạ. Rồi. Nhà quận 4 làm ở quận 2 ạ. Phúc 24 tuổi đó. Xin mời nhà gái. Rồi mình giới thiệu đi. Dạ lời nói đầu tiên con em xin chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người, và chào anh Quyền Linh với bạn trai bên đó. Em xin giới thiệu là em tên là Trần Phương Kim Thi, em được 26 tuổi, sinh sống tạm biệt tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Em đang làm gì? Dạ em buôn bán nước hoa, kinh doanh online ạ. À kinh dạ. doanh online buôn bán nước hoa. Dạ. Rồi vậy là nhà em ở đâu? Dạ nhà em ở phường 7 Tân Bình luôn ạ. Phường 7 Tân Bình luôn. Dạ. Rồi. 26 tuổi hả? 26 dạ. tuổi. Vậy nhỏ hơn mình đây 2 tuổi. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Cái câu cũng bạn rất đúng luôn. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Vậy cũng ổn ha. Hợp với em luôn. Hợp với em luôn. Vậy là hợp rồi. Vậy mình coi như thuận lợi ban đầu rồi ha. Dạ. Bây giờ Phúc nói cho mọi người cùng biết là cái ưu điểm và khuyết điểm của Phúc là gì? Dạ ưu điểm của em thì em là người tự lập, có tính tiết kiệm, chân thành, nhiệt tình trong công việc, rồi. Vui vẻ và hòa đồng. Tốt. Dạ. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em thì nói ra hơi nhiều. Tiêu biểu là em có hút thuốc ạ. À. Hút thuốc dạ, nhiều không? Dạ, không, cũng ít ạ. À. Ít. Dạ, thường thường mà đi làm em mới hút thôi. Rồi gì nữa? Dạ. Em không có biết uống rượu, em chỉ có uống bia thôi, nhưng mà kiểu là uống chút chút, kiểu xã giao là chính thôi. À. Bia rượu như nhau. À. Rồi. À, còn khuyết điểm thứ ba của em là em kiểu em sống hơi nội tâm một chút. Rồi kiểu nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là một người khác, mà về nhà em mới được là chính em. Dạ kiểu như điên điên khùng khùng nhay nhay vậy đó. Dạ. Sống điên điên khùng khùng nhay nhay. Dạ nhưng mà ở nhà thôi. Ở nhà thôi, ở dạ. ngoài không có vậy. Dạ đúng rồi. Ở ngoài vậy cũng vui đó. Đôi khi cũng khùng khùng cho cuộc sống nó vui chút em. Rồi mời nhà gái. Dạ mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em là nhà gái nói to to chút xíu được không nào? Dạ ưu điểm của em là thích ca hát và làm nấu ăn ạ. À.
Dạ. Cũng thích cái vẻ đẹp nữa nên là... Thích đẹp đúng dạ, không? Dạ vâng. Còn... Có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là nóng tính, nhưng mà nóng tính cái hồi là mình cũng tự làm lành à. Vậy mình dạ. tự mình làm nguội luôn đúng dạ, không? Dạ, nóng tính hồi tự mình làm lành luôn chứ không phải làm để bụng. Dạ. Rồi đó bây giờ nói có một cái người bạn trai mà về nhà cứ khùng khùng điên điên thì sao? Dạ khùng khùng điên là em nhây đó, nhây dạ, đó. Nhây là em sẽ làm mặt lặng à. Hồi làm mặt lặng là nếu mà còn nhây nữa là em sẽ giận luôn. Mình không thích nhây nhiều. Không thích nhây đúng không? Dạ, không thích đó, nhây. Nhà trai ơi người ta không thích nhây kìa. Trời ơi cuộc sống giờ nó áp lực quá, nhây nhây cho nó vui. Dạ không ạ. Nhây quá, nhây quá, nhây quá cũng không thích. Em thường thường thì em trong phòng mà nếu mà em tập thể dục á, thì mới nhây thôi. Kiểu như là em mà nghe nhạc hay gì là em giống như là em bị cái cảm giác mà có âm nhạc hay gì em mới là được chính em trong âm nhạc vậy á. Vậy đó hả? Tức là nhạc lên làm gì? Dạ kiểu là hát rồi nhảy rồi vậy. Giờ tao thử kiểu... nhạc lên coi em nhây cỡ nào. Hay để đếp nữa kéo gàm đi. Đúng, em kéo mở rào ra nhạc lên coi em nhây cỡ nào nha. Dạ em có một bài nhảy em tặng cho rồi, bạn okay. nữ kế bên à. Vậy là được rồi đó. Thấy hay rồi đó. Nói sẵn nói về các mối tình của bạn luôn đi. Dạ em thì chính thức là có hai mối tình à. Một mối thì vài tháng và mối sâu đậm nhất của em là gần một năm. Vài tháng với gần năm cũng như nhau à. Là cũng là vài tháng luôn á. Mà cái mối tình gần năm nó sâu đậm là em có chia sẻ là em với cô bạn đó là quen biết nhau trong chỗ làm. Chỗ làm cũ của em thì quen trong khách sạn ở nhà hàng hả? Dạ thì cô nhưng mà xác định là quen khách sạn trong khách sạn hay quen nhà hàng? Dạ trong khách sạn à. Quen trong khách sạn chỉ là nhân viên làm trong khách sạn á anh, chứ không với lại khách sạn đó phòng nó xịn nó mát lắm, với tụi em cũng nhân viên không có tiền để mướn trong đó làm. Ai biết nhiều phòng trống là sao? Phòng trống nhưng mà đó cũng kiểu là khách sạn mà vừa có khách ở lâu dài với khách ở ngắn hạn á anh. Mặt mày gian lắm à. Ai cũng nói gì hết trơn á, ai cũng nói mặt em là gian dâm. Trời đất ơi cái gì vậy trời. Bên đây người ta muốn đi về rồi nè, sao mà vừa nhây ai mà vừa... nói nha, chứ không phải tôi nói nha. Vừa nhây... Dạ. Chào em. Dạ, chào cô tự Hồng Vân. Tự nhận mình là vừa gian, vừa nhây, vừa khùng, rồi vừa dâm là sao trời? Dạ, tại cái đó là trong cái chỗ đồng nghiệp cũ á, nói chứ mỗi lần mà đi đâu á, mà kiểu là thôi mời Phúc nó đi đi, nói thằng Phúc mà không đi buồn lắm, tại vì có nó điên điên khùng khùng cho nó vui vậy á. Dạ. Rồi cái vụ mà gian dâm dâm có vui không? Dạ, không, kiểu như người ta nói vui á anh. À, nó vui hả? Nó vui á chú. Dạ, nói vui là nói đôi khi nhìn mặt nó vậy chứ nó họ không có vậy đâu. Quan trọng nó không vậy đâu được rồi. Dạ. Nhưng mà nhìn mặt cũng có duyên, nhìn có duyên lắm móm móm ha. Là ngày xưa là gian mình gian có duyên. Ngày xưa mình đã có từng đi nhảy không, mà tại sao lại khi mà sống có âm nhạc thì mới là chính mình? Dạ, tại hồi đó là em cái năm cấp 3 của em á là vô tình là em hồi xưa là em là bên bóng rổ, em chơi bóng rổ. Thì lúc đó thì một người bạn của em nói là Phúc mày có thích nhạc không? Thì lúc đó thì em mới nói mình cũng em cảm giác âm nhạc nó cũng là một cái lẽ sống, cũng là một cái cuộc sống. Mỗi khi người ta bế tắc hoặc là ta mệt mỏi thì âm nhạc cũng là một cách để người ta thư giãn và giải tỏa. Thì lúc đó em nghĩ cũng là thú vị. Thì em mới đồng ý, thì đó mới dắt em đi vô một cái nhóm nhảy nhỏ. Dạ, thì lúc đó thì có tập rồi em mới được tiếp xúc với mọi người. Tại lúc đó em sống bị khép kín quá. Thì lúc đó là nhờ cái nhóm nhảy đó thì em mới xem mình, em mới mở lòng ra một chút thoải mái. Có nghĩa là mình mở lòng mình mới được là chính mình đúng không? Dạ, đúng. Nói chung bây giờ vẫn nhạc giữ lên là cuộc sống nó thú vị lắm. Thì đó bây giờ vẫn giữ thói quen đó đúng không? Rồi lý do chia tay cái người con gái mà tại vì là đợt đó là em chỗ cũ em cũng làm an ninh. Thì cô bạn đó mới vô thì quen là lúc mà quen là trong cái công ty đó mở ra một cái lớp tập huấn một ngày. Thì vô tình là từ cái lớp tập huấn đó em mới biết cái bạn đó. Thì em với cô bạn đó kiểu nói chuyện cũng trao đổi công việc vô trong đó thì khách khứa đồ nói chuyện thì có vẻ hợp. Thì em với cô bạn đó mới hợp. Với lại là em khá là tự ti tại vì cô bạn đó quá giỏi. Em lúc đó em cảm giác như em không giỏi bằng người ta cho nên là em cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà khi tới một khoảng đó thì em cảm thấy là hai đứa đã không còn cái tiếp tục chênh lệch quá đúng chênh không? Chênh lệch quá. Thì khi mà lúc em chia tay á thì cô bạn đó lại nghỉ cái chỗ đó và chuyển qua chỗ khác làm. Thì em đôi khi cô bạn nó vẫn nhắn tin em mà hai em vẫn hỏi thăm với tư cách là người bạn. À cho tới bây giờ? Dạ không,
đã kết thúc rồi, nhưng mà cái lần đó thì vô tình là em xỉn, lần đó là em xỉn rất là xỉn luôn. Thì em lại nhớ cái cô đó, tại vì cô đó là sâu đậm lắm. Thì em lúc đó là em tự dám hỏi nhà cô đó cho, xong em tự bắt xe em lên chảnh luôn. Rồi xong rồi nói xong thì cô ấy không chịu quay lại với em. Thì sau cái đêm đó thì em buồn, và hiện tại thì em cũng không quen ai cho tới giờ. Không, là bao nhiêu lâu rồi em ăn ở không? Em đi làm rồi em về em nghe nhạc, em đôi khi em hát. Bao nhiêu lâu rồi? Ý là chị nói là ở không á, thêm chứ ăn ở không cho nó vui mà. Ở không trong tình yêu á. Ở không trong tình yêu á. Bao nhiêu lâu rồi cô đơn? Dạ cũng cỡ 3 năm. 3 năm rồi, dạ. 3 năm rồi. Hôm nay quyết định mở lòng thêm một lần nữa nha. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Để măng mà thêm lần nữa gì. Mới 24 tuổi mà. Nhưng mà không. Giờ ông sâu đậm cái người kia quá. Ông khép lại một lần nữa. Trước khi ông gặp người kia là ông đã khép lòng rồi, ông gặp âm nhạc mới mở lòng. 3 năm rồi, cũng không sao đâu, được rồi đó. Thì bây giờ để hỏi bên đây nè, dạ. Sao nè? Dạ, không... Bên đây mình tình yêu sao nè? Hả? Nói cho nhà trai nghe. Qua coi đàn gái sao rồi? Dạ, hết em... hồn chưa? Dạ, chào em Quỳnh Linh. Trời ơi, mặt xinh dữ trời. Thì đó. Dạ. Like không? Có like? Dạ không ạ. Mặt xinh quá hỉ. Dạ. Cao tình nha, nào chưa? Cao nha, cao cao. Dạ em trải qua một mối tình được 4 năm rồi ạ. 4 năm? Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ những cái không hợp, với lại anh ấy hung hãn quá, với lại là không anh hợp. Anh ấy gì? Anh ấy hung hãn và dữ quá. Hung hãn hả? Dạ. Trời, trước một cô gái xinh thế này mà ai nỡ hung hãn trời. Ghen đúng không? Dạ có ghen ạ. Vì ghen mà là đúng trở rồi, nên hung hãn. Xinh quá anh ghen. Dạ. Không? Thôi kệ, bỏ anh ghen đó đi. Dạ. Anh này hơi gian gian chút xíu mà nó có ghen. Dạ. Đôi khi cũng có BD nữa chú. Hả? Đôi khi con cũng có BD chút xíu nữa. Có BD hả? Nhưng mà tùy theo trường hợp, là kiểu mà trong công việc á, con hay giỡn với mấy bạn đồng nghiệp, mấy anh đồng nghiệp, đồ giỡn giỡn vút vút đồ. Trời ơi, xong này nó nhiều tật quá vậy trời. Ông tự nhận hết á, cũng vừa ai hỏi gian, ông á. Dâm, nhây, hơi BD nữa. Trời ơi, trời, chú nghe chú giật mình luôn vậy đó. Bởi vậy con cũng gán, con chứng minh là con kiếm được người yêu để người ta khỏi nói con bị BD. Con chứng minh tội nghiệp tao không ơi. Có thiệt không? Không, con không có, chỉ là giỡn thôi. Giỡn thôi nha. Dạ, giỡn vui. Giỡn thôi nha quỷ. Nói chung nó giỡn thôi. Dạ. Nó nhây lắm. Dạ. Nhưng mà nó đôi khi nó cũng vui ha. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ, một người đàn ông em lý tưởng là chững chạc. Chững chạc. Dạ, có công ăn việc làm ổn định á. Không có lăng nhăng này nọ, với lại bổ phu hung dữ em không thích. Dạ. Bên đây cũng nói chung công việc ổn định. Dạ. À, chững chạc thì coi lợ. Ừ, cũng 50-50 à. Ờ, 50-50 à. 50-50. Ừ. Dạ. À, rồi bây giờ ông làm an ninh, nó hỏi ông có vũ phu không? Dạ. Không, đây chắc không vũ phu đâu. Dạ. Cái tính này chắc không có đâu. Dạ. Nhìn nó rất là dễ nói chứ dễ thương lắm. Dạ. Không? Chỉ có vàng vàng chút thôi. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ em thì em đơn giản thôi, là mẫu người con gái là cỡ chiều cao thì cỡ 1m50 trở lên thôi. Ừ. Tại em không được cao lắm. Cái hai nữa là dễ nhìn, ưa nhìn. Đây, quá dễ nhìn, quá ưa nhìn luôn. Vừa người. Dạ. Gọi gì nữa? Hiền lành, chất phác. Biết là chủ yếu là kính trên nhường dưới và quan tâm hai bên gia đình. Đây nhìn thấy là hiền rồi đó. Dạ. Có dạ. Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ giống mẹ em là được. Giống mẹ em hả? Dạ. Nhiều người nói giống mẹ em, giống ba em khó lắm, bởi vì mẹ với ba là khó mà ai vượt qua lắm. Dạ. Nhưng mà xinh. Rồi, bây giờ em gái đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ em ạ. Bố mẹ luôn hả? Dạ. Rồi cho gặp bố mẹ đi. Rồi xin chào cô chú. Dạ xin chào hai MC đẹp trai và duyên dáng cùng quý khách trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ. Tôi chào là, chú ạ. Chào con. Tôi là ba của cháu Thi. Qua cái phần mà nhận xét đó thì tôi thấy là cho hai cháu nó tìm, cô có cái sự cuộc hẹn hò nào đó để hai cháu nó tìm hiểu thêm. Đó, tôi xin có vài lời như vậy. Nhưng mà chú thấy con rể tương lai này con về tương lai thì theo chú nhìn thấy thì cũng được. Sau qua nhận xét thì chú thấy thì cũng được, thì sau cái cuộc đó thì giữa hai đứa nó tìm hiểu với nhau, chứ còn mà bác thì bác thấy thì hai đứa thì coi như là phải có cái sự tâm đầu ý hợp, chứ không phải là
một người với hai người là không có được. Nhưng bên đàn trai nhỏ, đàn gái 2 tuổi có sao không chú? Thì cái đó giữa đôi đứa mà chấp thuận với nhau, giữa hai gái hai trai, mà cái đó là cũng là các cụ cũng đã nói gái hai trai mà tốt mà không có gì hết. Chú với cô ai lớn tuổi hơn? Hả? Chú với cô ai lớn tuổi hơn? À, chú với cô thì cô lớn tuổi hơn. Lớn hơn mấy chú? Lớn hơn 2 tuổi. À, rồi, trời, vậy là hay quá rồi. À. Có truyền thống luôn. À. Truyền thống vậy là sống nhau có răng long đầu bạc luôn. À. Dạ. Đó. Thì được rồi chú ha. À. Dạ. Chú cảm ơn cô chú à. À, cảm ơn nhà gái, còn nhà trai dạ, đi với ai? Em đi với mẹ em, rồi. Với lại một người anh của em. Rồi, xin chào cô. À, cô chào chú Quỳnh Linh với cô Hồng Vân. Dạ. Chào chú Mi. Tôi là mẹ của Phúc. Thành ra hả, nhìn bé gái bên đây cũng dễ thương. Thành ra hả, thôi để cho hai đứa tìm hiểu nhau. Thì có như đó thôi. Nhưng mà thấy bên đàn gái sao? Bên gái quá quá dễ thương. Quá dễ thương ha. Yeah. Rồi. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Đúng rồi. Đáng nha, đáng nha. Yeah. Chứng minh mình nha. Đừng có ấy nha, BD nha. Bắt đầu đi. Dạ. Dạ, tới buổi chương trình này mình có món quà tặng bạn ạ. À. Dạ. Mong bạn sẽ thích. Chẳng bạn đi lúc hòa mình buôn bán nên mình tặng bạn. Rồi, cảm ơn bạn ạ. À. Dạ. À, thì món quà mình tặng là 2 cuốn sách. Tại vì là mình thì mình rất thích là một người phụ nữ biết nấu ăn. Nói chung là mình không cần đòi hỏi là phải nấu gì cao siêu, đơn giản thôi, chỉ cần là cái hình ảnh lăn xuống bếp làm thôi là mình đã thích rồi. Ừ, mở ra coi là gì. Mở đi coi ý nghĩa cái món quà mình được nhận là gì nè. Dạ, nước hoa. Trời ơi, đúng hiệu mình thích không? Dạ đúng rồi. Đúng luôn hả? Dạ, với lại là con cũng đang tính mua mà ai về bạn nữ hiểu trời ý rồi. Lời luôn, lời luôn. Dạ. Cái này lời cả vật chất lẫn tinh thần. Dạ. Còn bên đây là gì nè? Dạ sách ạ. Dạ sách. Sách. Ờ, dạ, một sách cuốn là... một cuốn về tiểu thuyết không một ngã và một cuốn là ẩm thực của Việt, món những Việt Nam. Ờ. Dạ. Rồi, trời ơi. Dạ. Rồi. Hết hồn không? Bây dạ, giờ không? Biểu diễn cái lấy tình cảm cái nào? Âm nhạc chuẩn bị. Để con lầy cỡ nào. Nhạc rồi, lên con cỡ lầy nào nha. Dạ. Chứng minh lên nha, hết mình luôn. Sống dạ. Với chính mình luôn, với lại là mở lòng ra luôn. Dạ. Thì qua đây thì em cũng gửi một bài nhảy cho mọi người xem, mong mọi người đừng chê ạ. Dạ. Em xin phép ạ. Âm nhạc. Vậy nó phải là nhảy. Vậy nó cũng phải là lầy, cái này là nhảy đẹp không? Ồ, nhảy dạ. Mà khi nào có... tưởng đâu là âm nhạc đó đi. Vậy nó dạ. Mới là nhây mới lầy chứ dạ. Mà ý nghĩa lắm nghe cái bài nhạc này, là ý nghĩa bài nhạc làm quen. Đúng nè rồi. Gửi trái tim nè dạ. Rồi ra mắt nè đủ thứ bài trên. Này là dễ thương á mà nhảy cũng đẹp đó. Bài này là mình cố tình mình dựng cũng trong vòng một tuần nữa cô. Dựng tự cưng dựng đúng dạ, không coi trên giờ, mạng học lại bây giờ nè nè tặng... bây giờ có một bài nào lên nhảy lầy với nhây coi tới đâu không? Nhảy ở lây thì chỉ có mấy bài chẳng hạn như là Sung hoặc là Vina House chẳng hạn. Rồi thử nha. Rap, con lây có nào? Không? Dạ, có à. Yes. Con biết hát, con biết rap luôn à. Trời ơi, con rap đi, tại vì rap bây giờ đang là gọi là rap Việt. Mốt, rap Việt, trời ơi, dạ. Rap luôn đi cưng. Bắt đầu rap. Thì qua đây, anh xin tặng cho... Rap đi. Mình xin tặng bạn một bài là bài Chân Ái, và dạ. Trong đó là một bạn rap. À, thì mong bạn nghe thì đừng có chê mình, tại mình đứng hát cũng không hay lắm. Con gái đi đứng sát bên chui hát coi. Rap là mình phải đứng mình dạ. Ấy mới đẹp chứ. Mình có thể đứng nhìn bạn để mình hát cho đỡ gung được không? Từ từ mình hơi gung á. Dạ. Hình như anh trông vẫn sợ một mình. Giãn đôi tay nói có em đây rồi. Hình như anh trông vẫn sợ một mình. Sao em không bao nói câu tỏ tình? Yêu anh là chừng ai? Nên em chưa ngần ngại. Này,
Này em, anh có vài chuyện tình buồn, đời mà đâu được như điều mình muốn, là riêng nợ nợ không hiểu mà mình buông như người ta nói, mẹ kêu mà bình thường em nhỉ, anh nghĩ thôi thì yêu đi, cứ nếu thích ở anh điều gì, và cuộc đời anh là bài văn thiếu ý, yêu ai cũng được thôi, cứ rỗi đợi anh đi từ ngày em đến bầu trời bỗng hừng đông, như vàng hoa âm nhân vật vật cũng rung động, em là bản giao hưởng khi nhân viên phải đồng lòng, hãy tin anh đi vì anh là nhân chứng sống, anh muốn có em trong tay, như thế trong thịt lộng lẫy, anh biết em nhiều chuyện buồn, có muốn kể anh nghe không đây? Dạ em xin hết rồi. Cảm ơn bạn. Có duyên hả? Giờ nhà trai áp đảo quá, giờ mình có gì mình bật lại không? Dạ em xin hát tặng mọi người một bài hát đoạn nhỏ trong bài hát được không ạ? Rồi dạ. Mình đứng lên mình hát khoe phọt luôn nè. Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối, đến nơi đó em có thể bên anh trọn đời. Nơi yêu đương không phôi phai, được bên anh mỗi sớm mai, quá xa xôi không anh ơi. Dạ em xin. Rồi, sau phần giao lưu âm nhạc ta có thêm nhiều cảm tình với nhau ha. Rồi bây giờ hai đứa quay mặt với nhau nào, mình trò chuyện đi. Cảm xúc ban đầu gặp nhau như thế nào? Lady first đi, em nói trước đi ạ. Bạn thấy mình như thế nào, có giống như mình thì bạn rất là xinh, rất là dễ thương, có một cái giống như là nụ cười tỏa nắng vậy đó. Mình nhìn là mình đã một ít kết một tí. kết tí. Em, bạn nói bạn làm an ninh vậy có thời gian mình đi chơi không hay là tìm? Không, thời gian của mình cũng rảnh lắm, nói chung là mình mà anh, mình chỉ anh dạ. Anh đi anh chỉ cần là đi đâu cũng được, anh chỉ cần có lý do thôi. Và anh hy vọng em sẽ là lý do để anh đi mỗi ngày. Thì ví dụ công việc của em thì em có bận như thế nào hay là rảnh không, vào ngày nào không ạ? Công việc của mình thì thời gian mình rảnh do mình thôi, chứ không có đắp đặt công thời gian nhiều. Anh thì anh có khuyết điểm một chút là anh hơi mù đường. Thì nãy có nghe nói là em bên quận Bình Tân đúng không? Tân Bình đúng không? Thì ví dụ mà lần đầu đi chơi hoặc lần thứ hai á thì anh không biết đường, anh thể bắt Grab xuống, nhưng mà cái lần thứ ba, lần thứ tư thì anh sẽ tự chạy xe xuống. Tại vì trong hai lần đó đi là anh cố gắng thuộc đường và anh sẽ tự xuống dưới chở em, rồi chở em về nhà rồi anh chở về. Vậy bạn có hay nhậu không hay là không? Cũng ít lắm, thường là chỉ có việc gì đó hoặc là gì đó quan trọng và bắt buộc phải uống thì mình mới uống thôi. Chứ thường thì mình thích cà phê là chính. Mình hay đi cà phê mình lắm, đôi khi cũng đi mình không à. Rồi coi phim cũng mình, cho nên là đôi khi là về nhà, cho nên là do mình nhiều quá nên hôm nay là về nhà cũng hay biểu lộ, là giống như mình hay dùng cái âm nhạc để mình diễn tả hành động, lời nói. Thì bạn thích thích đọc sách đó mà, thế mình đúng rồi, mình anh cũng thích. Anh thích đọc sách. anh cũng thích đọc sách. Ví dụ về chuyện theo em thì quan niệm về tình yêu như thế nào? Quan điểm tình yêu của em là phải chân thành, nghiêm túc, không được đùa giỡn. Quan trọng với em là phải đến hiểu nhau nữa mới là cái chính. Anh cũng vậy. Anh thì quen ai là anh rất là nhiệt, cái là anh không giấu giếm điều gì hết, nghĩa là anh đi đâu anh cũng nói em. Và hy vọng là em, ví dụ em đi đâu em cũng nói anh, ví dụ em đi với bạn hoặc là đi với này nọ kia thì vẫn được, nhưng mà anh chỉ mong là ví dụ em đi thì em tranh thủ em về sớm, đừng về khuya quá. Thường thường con gái về khuya nó cũng không tốt. Mà anh quen người mối tình sôi động đó mà anh có quen chưa hay là còn vương vấn gì nữa không? Như là đã bỏ một năm rồi, đã kết thúc lâu lắm rồi, gần một năm hơn mấy rồi. Thì anh cũng đi làm rồi, ở nhà cũng hay coi phim ngôn tình này nọ thôi. Chỉ thế thôi rồi tập thể dục, chơi thể thao rồi hết rồi đó. Cũng lẫn quẩn ở nhà thôi. Hỏi em đi, là cảm nhận anh có giống như là anh tự nói về mình hay không? Có gian không? Mà nhìn em nhìn mà anh là em có thấy anh gian hay là cái gì đó không? Không, thấy anh rất là thân thiện, rất là vui tính. Nhìn gương mặt anh giống cậu em á, có muốn nhìn trai giống cậu em. Về bị cậu la liền á nha. Vậy là mặt con già lắm hả chú? Hả? Mặt con già lắm. Không hả? Phải, không có nét giống. Mặt trẻ có duyên. Có nét giống nhìn, thôi. Nhìn á coi có thấy gian không? Dạ không. Có ấy không, có gì đó. Ẻo à, cong. Có không? Không, mình có điên điên khùng khùng không? Không. Không luôn hả? Em thì vui tính.
Em thì em có hay nóng tính đúng không? Anh có em hay nóng đúng. Tính yên tâm đi, về anh nhây nhây chút em hết nóng rồi. Còn anh thì anh cũng hơi nóng, nhưng mà thường thường anh nóng á thì anh chỉ cần là thường thường mà mấy cái vụ mà làm anh nóng nóng cực kỳ nóng á thì anh cũng không có vũ phô anh về, anh chỉ đập bàn hoặc anh la anh nói này nọ rồi anh ra ngoài, rồi đôi khi ra anh hút một điếu thuốc là anh bình tĩnh lại nhanh lắm. Nhưng mà nói chung dạ, em có thích con trai hút thuốc lá không? Có, nhưng mà đi với em đừng có hút, em không thích. Dạ anh hy vọng là em sẽ là một cái nguồn động lực để anh giảm dần và anh sẽ bỏ luôn, tại anh cũng muốn, tại mẹ anh cũng không muốn anh hút thuốc nữa. Dạ. Dạ. Em muốn một người chồng tương lai thế nào, quan điểm của em thế nào, em nói luôn cho bạn ấy biết đi. Quan điểm về một người là mẫu lý tưởng của mình á, của em là một người đàn ông chững chạc, đừng có hung dữ nữa, với lại là có công việc ổn định, rồi là em thích những người mẫu đàn ông đó. Anh thì tại vì người anh thì anh khô khan lắm, nghĩa là tại anh ít được đi chơi á, tại anh với lại là anh không có cái lý do gì, có nhiều lý do gì để anh ra đường nhiều cả. Nghĩa là ngoài đi với cà phê với bạn bè đồng nghiệp để bàn về công việc, hoặc là anh chở mẹ anh hoặc là chở gia đình đi có việc thì anh mới ra ngoài thôi. Còn anh thì anh ít đi ra ngoài lắm, nên sợ nếu mà vậy em có gì, kiểu như anh hướng về gia đình nhiều thôi. Dạ, không sao, bình thường. Đó, còn ví dụ anh hy vọng là quen em xong thì anh chỉ được đi chơi với em thôi, anh chỉ muốn là đi chơi với em nhiều thôi. Còn ví dụ anh, ví dụ anh có gì anh báo, ví dụ cái đó em thấy em thấy anh nên không đi thì anh sẽ không đi, anh sẽ ở nhà. Còn ví dụ đang ở nhà em muốn anh, em muốn đi thì anh sẵn sàng anh tới em bất cứ lúc nào cũng được. Dạ. Nói là anh là chỉ cần có lý do là anh đi. Ví dụ em rảnh hoặc là công việc anh rảnh hoặc em rảnh thì mình cứ đi thôi. Dạ. Thời gian rảnh là dành cho nhau hết, chứ là nếu mình tiến tới nhau là thời gian rảnh là dành cho nhau. Đó là em thích vậy. Rồi ví dụ mà về sau khi hôn nhân á thì về cái chuyện con cái thì em muốn mấy đứa là tốt rồi. Hai đứa là được. Anh vậy, trai gái thì không quan trọng, tại vì con sinh đôi càng tốt. Sinh đôi giống em càng tốt. Vậy là cái đó là cũng mong muốn giống mẹ anh. Với lại thêm một cái nữa là hai bên gia đình rất là hợp, tại vì là mẹ của em á là lớn hơn ba em 2 tuổi đúng không? Thì mẹ của anh cũng lớn hơn ba anh 2 tuổi, rất là trùng hợp luôn. Vậy là có truyền thống hết cả hai gia đình. Yeah. Vui quá. Nhưng mà rồi về ở đâu? Ví dụ như là làm rể hay là bắt rể hay là làm dâu nè? Không, gia đình con với mẹ con thì không có khó khăn về cái chuyện làm dâu, cũng không cần nhất thiết phải làm dâu. Con làm gì, con về con làm rể vẫn được luôn à. Đó, để coi bên đây có bắt rể hay không. Nếu bắt rể con chịu làm rể không? Dạ được ạ. Cũng chịu luôn. Nhà con có mấy anh em? Dạ nhà con có mình con à. Con một hả? Dạ con một. Trời ơi, hay quá. Rồi nhà cưng có mấy? Dạ ba ạ. Ba. Vậy là mình hai đứa bàn kỹ lại vấn đề dâu hay rể nghe. Dạ. Nếu như mà có quen với nhau. Dạ. Chứ để mình ơn mẹ ở nhà mình thương mẹ lắm à, tội lắm à. Dạ. Nghe. Bây giờ là mình nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình để mình chinh phục cô gái trước khi mình tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Dạ. Nào. Thì đã tới chương trình này là một cái duyên. Anh thì anh không dám hứa trước điều gì cả. Anh chỉ nói đơn giản một câu là khi mình quen nhau, anh vì em sẽ cố gắng hết tất cả mọi thứ là cho em và cho cả hai và cho cả gia đình. Và tình yêu thì lúc nào cũng có cái sự bắt đầu và kết thúc, và anh hy vọng kết thúc đó sẽ là một cái đám cưới. Chỉ hết rồi. Cảm ơn anh. Hết thời gian. Không có ai nói con ngùng ngùng đi điên hết trơn á. Nó nói hay dễ sợ luôn. Đây là một trong những người có thể nói cũng rất là năng động, cũng rất là thông minh luôn. Giỏi đó ha. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha. Người ta nói gì nói nhưng quan trọng mình sống thế nào thôi nha. Nút đây. Rồi, bây giờ để ta nút bấm đi. Đây. Nút ở tay trái á. Mình rối rồi, mình sắp có vợ, mình rối quá rồi. Mình thích thì mình cứ bấm ha. Đừng ngại ngùng, còn nếu như ta cảm giác đây không phải là một nửa của nhau thì cũng không nên bấm. Ở đây có gia đình hai bên, có ba mẹ. Thành ra chúng ta không dối lòng mình được. Mình xem đây một nửa yêu thương của mình hãy bấm, còn không thì thôi, nhường nút bấm cho người khác. Và khi bấm, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không? Em có bấm. Có bấm hả? Trời ơi, cái nút này nó dễ sợ quá. Cái nút bấm này thiệt tình à. Có bấm.
có bấm mà nó cái nút này nó bị vậy đó, nó bên nữ làm như nó động đảnh vậy đó, mệt mỏi ghê. Rồi như vậy là chúng ta đồng ý hẹn hò, chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Dạ con xin phép cô chú cho con được nắm tay bạn ạ. Đó rồi mình hứa gì với người lớn đi, có gia đình hai bên rồi đó. Dạ. Dạ nếu mà con với bạn có quen nhau và tìm hiểu thì con sẽ vì em con cố gắng cho cả hai, và con hy vọng là con sẽ là một chàng rể tốt cho đối với cô chú và một người chồng tốt đối với bạn ạ. Dạ con cảm ơn. Thật sự hồi nãy á mới vô thì nói chuyện vui vẻ này kia không sao, nhưng thật sự sau cuộc trò chuyện á thì chú cũng thấy con là một chàng trai chân thành và cố gắng nỗ lực, một chàng trai sống cũng rất là có tâm luôn ha. Cố gắng chúng ta chăm sóc cái mối tình này làm sao cho nó thăng hoa, làm sao cho nó đủ lớn để chúng ta có thể quyết định những cái điều xa hơn nữa, đó là hạnh phúc nha. Thực sự thì đây là một chàng trai mới có 24 tuổi thôi, nhưng mà rất là chín chắn trong cái suy nghĩ và lời ăn tiếng nói. Thành ra là hai ông bà Suya, đầu tiên là chương trình chúc mừng là hai ông bà đã có hai đứa nhỏ, tụi nó có một cái sự gắn kết. Rồi không biết là mình về mình suy nghĩ, mình bàn bạc với nhau coi là bắt dâu hay là ở rể nha anh chị. Bạn bè nói vui thôi, chú thấy con là người cũng ok đó ha. Thôi cố gắng nha hai đứa nha. Dạ. Rồi con xin phép gia đình cho con hung nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái đi. Dạ. Con hơi dạ, run quá. Con run con cũng phải làm à, con dạ. Phải vượt lên chính mình chứ. Dạ. Dạ vậy con xin phép cô chú cho con được hôn bạn à. Anh hôn em tí. Rồi, quà của hai đứa giữ lấy ha. Rồi, đây là một cái voucher giảm giá 50% của thương hiệu robot khi các con đi mua sắm những cái đồ làm mát cho gia đình mình. Rồi, đây là cái món quà của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu xây perfume ha, dành tặng cho hai đứa. Rồi, đây là cái máy nước nóng hiệu Phantom. Ủa, hiệu Senton. Máy nước nóng hiệu Senton được nhập khẩu ở Mã Lai. Còn đây là Atlantic được nhập khẩu ở Thái Lan. Và con đưa cái nhỏ này cho bạn đi. Và tụi con sẽ được bảo hành 1 năm, một đổi một, trị giá của nó là 7 triệu đồng nha. Wow, quà cáp nhiều quá. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Đó. Rồi, cố gắng tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi. Chúc hai đứa sớm tìm hiểu nhau hạnh phúc nha. Con cảm ơn chương trình. Rồi, con đi trước đi. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng họ sẽ sớm hiểu nhau và về chung một nhà.